quý vị khán giả đang đến với chương trình Siêu Thị Cười. Thưa quý vị, chắc chắn một điều là khi mà chúng ta làm được cái công việc đúng với sở thích, đúng với năng khiếu của mình và có một cái mức lương hấp dẫn là mơ ước của tất cả mọi người, không chỉ là người trưởng thành chúng ta đâu, mà nhất là với những người bạn trẻ vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp cao đẳng hay là đại học. Tuy nhiên, cái ước mơ chính đáng này không phải là dễ dàng để được thực hiện, đúng không anh Sơn? Chắc chắn là sau khi anh nghe Huỳnh Ngân nói thì anh nghĩ ngay tới một trong những vấn đề rất là quan trọng trong thực tế cuộc sống chúng ta ngày nay. Đó chính là việc chọn việc của tất cả các bạn trẻ. Và có thể nói chọn cho mình một công việc đó chính là chọn cho mình một niềm vui trong cuộc sống. Và anh Sơn hoàn toàn đồng ý với Huỳnh Ngân về những chia sẻ ban đầu. Nhưng mà anh biết không, thực tế cũng không ít trường hợp là các bạn trẻ nhiều khi là vì cái định hướng của gia đình, nhiều khi là vì mưu sinh hay là vì hoàn cảnh bắt buộc nào đó, mà các bạn ấy phải làm những cái công việc mà mình không có yêu thích. Mà mình không thấy là bất cứ công việc gì nếu mình không có đam mê thì sẽ rất khó để đạt được thành công. Thực ra thế này Huỳnh Ngân à, nó có hai ý mà chúng ta cần phải thống nhất ở đây. Thứ nhất đó là đối với thực tiễn cuộc sống thì có một số bạn học một ngành, ra trường làm một ngành khác vẫn thành công cơ mà. Cái thứ hai nữa mà Huỳnh Ngân sẽ phải đồng ý với anh Sơn trong trường hợp này đó là các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn sinh viên vừa mới ra trường, thì làm sao mà kén cá chọn canh được. Nhiều khi các bạn chỉ cần có công việc là vui, có công việc để mưu sinh là hạnh phúc rồi. Vậy thì trong trường hợp này áp lực phải nói là đè nặng lên đôi vai các bạn trẻ, vừa phải chọn được đúng cái ngành nghề để mình phát triển, mà vừa họ phải có một cái sự cạnh tranh rất là lớn trong cái giai đoạn là xin việc nữa. Mình thấy là để mà mình được nhà tuyển dụng lựa chọn giữa rất là nhiều ứng viên khác nhau, nó là một cái điều rất khó khăn đúng không anh? Chắc chắn rồi, nhưng mà Huỳnh Ngân có biết không, chúng ta phải liệt kê được những cái áp lực đó nè. Ví dụ chúng ta bị áp lực đối với những ứng viên khác về hồ sơ tuyển dụng nè ha, rồi bằng cấp nè ha, rồi sự tự tin, rồi cung cách giao tiếp và kể cả sự lễ độ và sự tinh tế trong ứng xử nữa. Nhưng mà có một nguyên tắc hết sức bình dị trong cuộc sống, đó là chúng ta càng cảm thấy mình bị căng thẳng thì chúng ta càng cảm thấy áp lực đó nặng hơn, và lúc đó tự nhiên chúng ta mất đi nội lực và mất đi sự tự tin của chúng ta đó. Nói tóm lại là các bạn trẻ để mà có thể được nhận một cái công việc nào đó thì rất là căng thẳng cam go trong quá trình xin việc. Và anh Sơn nói là mình cần phải là họ gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng bằng những cái cách anh vừa chia sẻ đúng không? Nhưng mà Huỳnh Ngân thấy thực tế cuộc sống không phải chỉ đơn giản vậy đâu. Có nhiều người, nói ra thì cũng không phải là nhiều lắm, nói chung là một bộ phận sẽ là họ sử dụng tới một số những cái gọi là chiêu trò tiểu xảo mà họ Huỳnh Ngân cũng phân vân không biết là nó có phải là tiêu cực hay không. Vậy là lúc em xin việc em có sử dụng chiêu trò không? Không, em thì không, nhưng mà em nghe nhiều người bạn của mình nói như vậy. Và thôi bây giờ để biết là nó như thế nào, có hiệu quả ra sao thì xin mời anh Sơn cùng với quý vị khán giả cùng nghe câu chuyện của Huỳnh Ngân nha. Ủa, bữa nay sao mà nghỉ trưa sớm quá vậy ta? Hèn gì cái văn phòng nó vắng tanh à. Ủa rồi cô Hạnh đâu? À nhớ rồi, cô Hạnh là bữa nay cô bị cảm lạnh, cô đi ra ngoài chợ cô mua chanh trên cái văn phòng nó vắng tanh vậy đó. Ủa sao bữa nay mình xuất khẩu thành thơ vậy trời? Thiệt tình đó, bữa nay sao mà giống gì mà nói ra là có thơ có nhạc liền à. Dạ, chào cô. Để hồ sơ trên bàn đi. Dạ. Ủa gì kỳ ta. Trời ơi, cái công ty thì công nhận nha, nó vắng tanh cho chùa Bà Đanh đó nha. Không có bù bên công ty bên kia chen lớn quá trời, nó đọc bước bộ hồ sơ, còn qua đây nó vắng như vậy nè. Ý, mà vắng vậy á, mình khỏi phải có đối thủ đúng không? Một mình một bữa. Đọc trước. Đi ra. Công nhận công ty nè, đồ đạc mới tinh nghe, chắc mới thành lập á. Ý, nghỉ trưa. Chà, mới 11 giờ mà nghỉ trưa rồi ta. Làm việc ở đây sướng nha, đừng nghỉ trưa sớm. Được. Đẹp quá. Công ty khang trang quá. Dạ, con chào chú. Dạ chú ơi, cho con để hồ sơ đây phải không chú? Dạ chú, để hồ sơ xong rồi ra đây ngồi hả chú? Ngồi.
Dạ chú. Chừng nào mình phỏng vấn chú. Phỏng vấn luôn. Dạ dạ. Dạ đi, phỏng vấn luôn. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ con 20 tuổi. Cái gì con? Dạ. Nhìn mặt này già quá hả? Dạ. Nè có 30 tuổi hả? Không có già đâu. Dạ con xin lỗi chú. Dạ em xin lỗi anh. Dạ. Tên gì? Dạ tên Nguyễn Thành Nhân. Dạ trong hồ sơ có ghi. Tôi biết chữ chứ. Dạ. Nhưng tôi giả bộ tôi hỏi vậy coi coi em có thành thật không ấy mà. Tôi làm gì buồn cười lắm mà. Dạ. Dạ đâu có gì đâu mất cười. Ủa sao vậy sao buồn cười? Dạ tại vì mẹ dặn đi phỏng vấn xin việc là phải luôn luôn nở nụ cười để cho người ta có cảm tình, cho thân thiện. Dạ. Rồi mỏi miệng chưa? Dạ mỏi. Vậy thôi đi, đừng cười nữa. Dạ. Tôi cảm tình với cậu rồi. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Em cười cả tiếng hồ rồi đó anh. Dạ. Để coi coi hồi xưa sao nghe. Dạ. Dạ. Mới có tốt nghiệp cao đẳng đấy hả? Dạ. Rồi có kinh nghiệm gì chưa? Dạ có. Kinh nghiệm gì? Dạ kinh nghiệm đi xin việc. Cậu giỡn mặt cái tôi hả? Dạ không, tự vì mình đi xin việc phỏng vấn mình phải trả lời thành thật. Có sao mình nói vậy mình không có được thêm bớt gì hết đó. Dạ. Dạ em xin 7-8 chỗ rồi đó. Dạ. Tôi nói nè. Nói cho cậu khỏi phải hy vọng ha. Nhiều người có 2-3 cái bằng đại học ha, rồi kinh nghiệm đầy mình hết mà vô còn không được trúng tuyển nữa. Thì cậu tôi nói là nên cầm hồ sơ về đi ha. Nhưng mà anh ơi, anh coi kỹ hồ sơ của em lại đi. Em là tốt nghiệp cao đẳng nhưng mà lại giỏi. Rồi ngoài ra em có mấy cái bằng em kèm theo á, mấy cái photo á, em có bằng tiếng Anh nè, bằng tiếng Nhật, rồi bằng tiếng Pháp nữa. Nhiều ngoại ngữ quá cũng không nên nộp ở đây đâu. Ủa sao kỳ anh? Thì tôi nói vậy thôi, cầm hồ sơ về đi. Ở đây không cần kinh nghiệm chứ không cần nhiều ngoại ngữ, hiểu không? Thôi, cầm về đi, đi nhanh đi. Ủa sao anh thấy báo đăng là ưu tiên người mới tốt nghiệp mới có bằng cấp. Báo đăng tin bằng tôi ngồi đây đi không? Hả? Cái người tuyển dụng ngồi đây không? Em về giùm tôi đi. Dạ. Ha, em về đi ha. Nhanh đi. Ủa vậy là phải cần có kinh nghiệm hả anh? Đúng, phải cần có kinh nghiệm. Giờ bằng cấp mấy cái tiếng nước ngoài bao cần thiết, không cần thiết. Không cần thiết. Dạ. Thôi về đi em. Ha. Mà không cười cũng chết. Vậy là loại bỏ một đối thủ rồi. Trời ơi, nó biết tới 4 ngoại ngữ lần trong khi mình biết có 1 ngoại ngữ. Một cái vị trí là hơi ngon nha. Loại từ từ hết. Ý cha được cơ cây. Ôi trời ơi, may quá. Hồi nãy đồng đọc đây, Nguyễn Kim Hạnh là nữ mà. Đi dậy đi. Cậu đi. Dạ, chào chú. Dạ, cho con nộp đơn xin việc chú. Có 30 tuổi hả? Không có dạ. Nít nổi chú đâu, anh được rồi. Dạ, anh chào anh. Dạ, cho anh nộp đơn xin việc. Xin việc hả? Dạ. Muốn xin vô cái chức vụ gì ở đây? Dạ, nhân viên kinh doanh. Nhân viên kinh doanh? Dạ. Rất tiếc là nhân viên kinh doanh ở đây tuyển đủ hết rồi ha. Đi kiếm công ty khác xin đi. Ủa sao đủ được? Tại vì con mới đọc báo sáng nay là thiếu mà. Mới đọc báo sáng nay phải không? Dạ. Còn bây giờ đang ngồi đây là chính thức nè ha. Nhiều lúc chỉ có 5 phút rồi đã thay đổi rồi ha. Tuyển dụng đầy đủ hết rồi ha. Đi ra giùm tôi ha. Vậy là không tuyển nên. Em đi kiếm công ty khác đi ha. Công ty đầy đủ người là thông cảm ha. Kỳ với ta. Vậy đi ha, đừng kỳ gì hết. Cảm ơn em. Vậy ha, hẹn. Trời ơi, loại thêm một đối thủ nữa. Cái vị trí là sao hay quá. Từ nãy giờ còn có hồ sơ của mình. Hơi bị hay. Đi đâu đây, trời ơi, ngồi đi. Công ty, tao ngồi đi, không phải cái chợ. Ngồi xuống, rồi muốn làm gì làm, đưa hồ sơ đây. Làm hồ sơ đúng không? Anh... Tôi là người tuyển dụng, thì cô là người xin việc đúng không? Ngồi xuống. Ủa, anh tuyển dụng luôn hả? Chứ ngồi đây chi? Được rồi, coi hồ sơ, xin việc gì đây? Đi chà, cái tên gì đơn sớm quá. Lan Huệ, nghe sớm quá. Ủa xí anh. Hả? Anh nói tên ai vậy? Tên hồ sơ của cô nè, cô tên Lan Huệ đúng không? Anh sai rồi. Dạ, tên Lan Huệ không phải tên em.
À, vậy hiểu hiểu rồi, nộp hồ sơ người giùm đúng không? Dạ. Kêu kêu cô đó vô đây đi, vô đây không có nộp giùm, vô đây tôi phỏng vấn nha. Không, em không có nộp giùm ai hết đó. Cái tên của em là Nguyễn Kim Hạnh. Bản tên nằm trên bàn đó anh. Cái tên quen quen ta, Nguyễn Kim Hạnh. Dạ. Có cần coi thẻ nhân viên của em luôn không anh? Tên đây. Hạnh đây. Dạ. Dạ chị Hạnh. Dạ em có lỗi. Dạ em mời chị. Dạ. Anh sai rồi đó. Dạ, dạ em biết em sai rồi. Dạ chị ngồi đây. Dạ em vào đây. Dạ. Dạ. À, coi bộ nãy giờ em thấy anh cũng có cái quy làm sếp quá. Không mấy giờ anh vô anh làm sếp đi, em ra đây em ngồi nha. Dạ không, em chỉ giỡn thôi. Tại má em dặn á, đi xin việc phải biết giỡn. Giỡn cái đối tác thấy vui, cái người tuyển dụng mà thấy vui, cái nhận mình vậy thôi. Nói chung là em thấy anh giỡn em cũng vui. Dạ chị vui là em vui rồi. Rồi hồ sơ của anh đâu, cái nào? Dạ đó, đó. Cái này đó hả? Dạ, được không chị? Chà, cái gì? Trần Mỹ Nam hả? Dạ, tại vì ba em tên là Trần Mỹ Nhân. Dạ, em Mỹ Nam. Ủa sao cái tên chứ cái mặt nó khác xa nhau quá vậy anh? Dạ, em không biết nữa. Chắc không giống nhau hay sao á. Nói chung là nãy giờ anh giỡn em thấy cũng vui. Dạ. Tính em thì cũng không có để bụng. Dạ. Dạ, em cũng không có giận anh đâu. Vậy thì mừng quá. Chỉ là ghét anh thôi. Biết. Chỉ là chưa ghét này sao đó. Dứt khoát quá. Phải thỉnh giáo anh luôn, anh đúng là sư phụ luôn, em mới thấy lần đầu. Thôi, tôi xin cô đừng có chọc tôi nữa. Thấy không, cái chuyện mà chơi xấu của tôi ai cũng thấy hết á. Đúng là gậy ông đập lưng ông, hậu quả tôi chịu hết nè. Nhưng mà thực ra tôi thì tôi nghĩ thế này anh không phải chỉ tích lũy được một cái kinh nghiệm đã qua, mà anh còn nhận ra rằng trong quá trình tuyển dụng, chỉ cần chúng ta thể hiện mình có năng lực thực sự và chúng ta thấy mình phù hợp với vị trí đó, và chắc chắn chúng ta sẽ trở thành một ứng viên mạnh, và tôi tin rằng cái xác suất để chúng ta được tuyển dụng sẽ rất là cao anh à. Đúng rồi. Tại vì hiện nay anh Sơn đang nhìn cái cuộc đời này, cái màu xanh không à, tươi hồng quá, chứ theo tôi thì nó đen thui à. Trời ơi, đâu có đơn giản gì đâu. Đâu, tôi đâu phải là một tài năng hay là một người tài năng xuất chúng, hay là ba má tôi là những đại gia đâu mà được xin việc dễ. Vì vậy tôi phải có chút chiêu trò thì quả may tôi mới có việc làm được. Ủa vậy cuối cùng là anh vẫn khẳng định là chiêu trò là cần thiết. Nếu không thì làm sao tôi có được công việc mới hiện nay? Cái gì? Hả? Anh có được công việc mới rồi hả? Trời, chúc mừng anh. Chúc mừng được. Nhưng mà cảm ơn nha. Cái chiêu trò gì mà làm cho anh xin được việc hay, bây giờ anh bật mí tụi em nghe được không? Đây, nói cho cô với nó anh Sơn nghe nha. Hôm bữa tôi đi phỏng vấn, đợt đó vô phòng phỏng vấn chỉ có hai người thôi, thì người thứ nhất họ trả lời với người phỏng vấn đó là họ nói là tôi cần mức lương chỉ có 10 triệu thôi, và cái người mà đang hỏi phỏng vấn người ta rất là hài lòng về mức lương đó. Ok, 10 triệu là ok, tôi nhìn thái độ rồi tôi phải có chiêu chứ. Bây giờ tôi nói là cái phỏng vấn tôi hỏi anh cần bao nhiêu, tôi nói là tôi cần 15 triệu. Cái người phỏng vấn tôi kêu cái gì vậy, người ta có 10 triệu mà anh nói tới 15 triệu dữ vậy. Tôi nói cho bình tĩnh, tôi đòi 15 triệu nhưng tôi lấy có 10 triệu, còn 5 triệu tôi cho anh. Là hiểu rồi, gì người ta phải chọn tôi thôi. Ơi thôi đi, em thấy là có vấn đề lắm luôn á. Mình nhìn qua thì mình thấy cái kết quả cuối cùng là anh thành công, nhưng mà xét về lâu về dài em thấy nó không có ổn chút nào hết. Không ổn thì không ổn, thì đó là chuyện của cô và chuyện của anh Sơn, mà đối với tôi là ổn. Nếu không tôi thất nghiệp, cái đó mới là không ổn đó. Tiền nấu ăn sống làm sao không? Hình như có điện thoại đó. Có công việc là có điện thoại hả? Sếp. Dạ, em nghe. Dạ, có công việc chút xíu, dạ em về liền. Dạ sao ạ? Cái đó sửa. Dạ, em sửa liền. Dạ, sếp bao giờ cũng đúng. Dạ, cái gì cũng đúng, dạ. Em sai rồi, dạ em sai quá rồi, dạ. Em sửa lại liền, dạ em về liền, dạ. Ủa anh, cái chuyện gì mà anh cứ nói liên tiếp mà em sai và sếp luôn đúng là sao ạ? Thì mình làm công người ta mà, người ta sếp mình thì mình cứ sai đi. Mình đừng có giờ mà nói đúng. Mình nói đúng là lơ tơ mơ mình đi ra luôn. Mình cứ sai là mình ở lại à. Thôi xin phép tôi đi ha. Xin phép anh tôi đi ha. Chào, hẹn. Cứ nghĩ mình sai đi là tốt nhất ha. Em thấy thật sự là nó rất là sai ở đây rồi đó. Ủa anh ơi sao vậy? Cái gì vậy, đi làm không có năng lực một chút xíu nào luôn hay sao mà sếp nói sai là mình sai, mình không có chính kiến luôn vậy đó hả? Rồi vừa gọi là thiếu năng lực mà đầy thủ đoạn cái kiểu này, em thấy đúng là làm khó cho nhà tuyển dụng thiệt luôn á.
Bởi vì bây giờ em thấy nhà tuyển dụng nào mà muốn mời một nhân viên nào về công ty mình làm là phải cân nhắc không những là cái chuyên môn đâu, mà còn phải coi cái đạo đức, cái phẩm hạnh nữa, đúng không? Cái tư cách như vậy mà làm em thấy nó khó chịu gì đâu. Nhưng em ơi, bớt bức xúc, bởi vì thực ra anh nói thiệt với em đó là chuyện công tác nhân sự nè, rồi tuyển dụng, rồi trả lương nó phức tạp lắm và có rất là nhiều chuyện tế nhị. Với cái đà này thì anh tin chắc là câu chuyện của nhân vật chúng ta không dừng lại đó đâu. Không sớm thì muộn, không chống thì chạy, chắc chắn những tình huống tương tự như câu chuyện vừa rồi nó sẽ nảy sinh thôi em à. Vui lắm cô Hạnh ơi, tôi nói thiệt với cô tôi làm việc mà tôi không có biết mệt luôn đó cô Hạnh. Có vụ gì vui kể con nghe coi. Kể cho cô nghe ha. Cô biết không, thằng con trai của tôi nó mới vừa tốt nghiệp đại học xong xin được việc làm rồi cô ơi, tôi nói tôi mừng quá trời vậy đó. Trời mới vừa tốt nghiệp cái là có việc làm liền luôn. Dạ. Trời ơi sướng quá vậy. Dạ. Ủa vậy là con hỏi nè, ủa mà con có quen biết không mà được nhận vô làm liền vậy? Trời đất ơi, cô nghĩ sao tôi đi làm cái nghề này tôi đâu có quen biết với người ta đâu. Cô biết sao không, chắc là nhờ nó có năng lực. Với lại cái hồi mà nó đi thực tập á, cái nó xuống cái công ty đó, cái nó thực tập rồi cái bây giờ nó tốt nghiệp cái công ty đó, người ta thấy nó có khả năng hay sao đó, cái người ta nhận nó về công ty luôn cô. Trời tôi mừng quá trời quá đất vậy đó. Trời ơi, vậy là may mắn lắm á. Dạ. Chứ con nghĩ mà cái thời buổi này mà không quen biết mà được nhận vô làm liền là hên lắm á nghe. Dạ đúng rồi cô ơi, bây giờ đi xin việc nói thiệt với cô khó lắm. Ta nói không quen là người ta không có chịu nhận đâu cô. Bởi vậy bây giờ nó xin được ta nói tôi vui mừng dữ lắm cô ơi. Đó giờ cô nói em nói là cứ làm ở bên đó đi. Dạ. Khi nào mà có kỹ năng chút xíu, có kinh nghiệm chút xíu cái con bóc nó về đây làm. Ui, vậy hả cô? Dạ. Bóc về đây làm. Dạ, được. Trời ơi, dạ. Con làm ở đây quen biết dễ lắm. Dạ dạ, vậy là tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ, dạ thôi cứ để nó làm bên đó này, cô nhớ bóc nó về nha. Dạ. Sao mình cũng quen ha. Dạ thì quen biết con mới bóc về đây làm chứ con dạ. Cũng khó lắm. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Thôi để tôi đi qua phòng bên khác tôi làm. Không, dẹp cái bảng. Dạ. Ờ vui ha. Dạ vui quá. Anh kia. Dạ. Anh biết anh đang vô cái chỗ nào không vậy anh? Dạ chỗ Nguyễn Kim Hạnh, trưởng phòng nhân sự. Vậy anh cũng biết đọc chứ hả? Dạ. Anh vô đây ít nhất anh thấy tôi ngồi đây, cái điều đầu tiên á, cái phép lịch sự là anh phải chào đúng không? Dạ. Đó, còn cái điều thứ hai á, anh có nộp hồ sơ anh cũng đặt nhẹ nhàng, anh quăng kiểu đó là khác nè, anh quăng vô mặt tôi. Dạ chị thông cảm, em không có cái văn hóa chào, với lại cái sự mạnh tay là không quen rồi. Hên cho anh là hôm nay tôi ăn chay đó. Dạ. À, rồi bây giờ hồ sơ đây đúng không? Dạ. Phỏng vấn luôn chứ hả? Cứ chị sao em vậy à? Tại sao anh nộp đơn vô đây vậy? Dạ tại không có chỗ nào nhận em làm hết. Ủa sao kỳ vậy? Dạ. Ủa là trước giờ có làm gì chưa? Dạ có, nhưng mà em bị đuổi rồi. Ủa sao bị đuổi? Dạ tại vì một ngày nọ em đi khám bệnh đó. À. Bác sĩ khoán em là em bị rối loạn tiền đình mãn tính, cho nên bị đãn trí, em hay quên. Ủa trời, nó ảnh hưởng gì tới công việc? Dạ nói vậy là chị, thay vì tiền của cơ quan đưa cho em á, thì em phải bỏ vô két sắt của cơ quan. Đằng này em bị đãn trí, em đem tiền về nhà nó chết gì đó chứ. Rồi sắp qua ngày hôm sau em bị đãn trí, em tưởng tiền đó của em xài hết trơn. Trời ơi, trời đất ơi, anh ơi, anh nói thiệt á anh? Em nói vậy mà chị cũng tin hả? Em nói dở thôi, chị nhẹ dạ quá à. Ủa là nãy giờ là anh đùa giỡn với em á hả?
đùa vơ vơ chút mà. Ôi chà, tạo cảm tình với chị. Hên cho anh là hôm nay măng chai đó à. Thôi cho anh cơ hội lần nữa đi. Dạ. Anh có kỹ năng làm việc nhóm không? Dạ, cũng hên xui à chị. Làm sao? Dạ, lúc ăn nhậu á thì em có tạo nhóm, còn lúc làm việc á em làm công mình ơn à. Vậy ăn nhậu nhiều như anh chắc hay gây lộn đồ lắm phải không? Dạ em không gây. Không gây luôn? Dạ, anh đánh không à. Ủa sao đánh? Dạ, tại vì cũng có nhiều người hổ như chị vậy đó. Anh sai rồi đó. Vui vui vui. Chưa từng thấy ai đi phỏng vấn xin việc mà có thái độ láo xược như anh. Cho nên là chắc tôi không tuyển lại người như anh đâu. Tại sao tôi phải tuyển lại người như anh, đúng không? Dạ. Tại sao tôi phải tuyển lại người như anh? Dạ, tại cái này nè chị. Là gì? Dạ, chị coi đi rồi sẽ biết. Đây là Sơn, cháu của tổng giám đốc. Cô Hạnh sắp xếp cho em nó một công việc. À, anh Sơn, em sai rồi. Quá sai. Ôi, phải nói là vị trí của chị Hạnh đúng là dễ điên cái đầu lắm luôn á. Hết chuyện bực mình này đến chuyện bực mình khác, đúng không anh? Thì chắc chắn rồi, và em cũng phải đồng ý với anh Sơn. Thực tế là để chúng ta được tuyển dụng vào một vị trí nào đó, mọi sự đâu phải đơn giản đâu. Phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và có những kỹ năng tương ứng với công việc. Ừ, đúng rồi. À, chắc chắn một điều là với mỗi công ty, mỗi đơn vị thì sẽ có một cái đòi hỏi khác nhau, đúng không? Cho nên nếu mà mình không có nắm vững những cái yêu cầu này thì nhiều khi mình không hiểu tại sao mình cứ bị rớt hết chỗ này đến chỗ khác. Nếu chúng ta không tìm hiểu kỹ thì chúng ta sẽ rất là dễ sai lầm. Và không những chúng ta không thể hiện tốt với nhà tuyển dụng mà chúng ta còn mất đi những cái tự tin đáng có mà vốn dĩ nó rất là cần cho chúng ta trong quá trình xin việc đó. Ừ, vậy thì bây giờ mình sẽ cùng điểm qua một số những cái lưu ý, tuy là nhỏ thôi nhưng nó cũng góp phần quan trọng trong việc gây ấn tượng tốt với những nhà tuyển dụng nha. À, trước hết thì mình nghĩ chúng ta cần thể hiện sự tôn trọng khi mà mình diện trang phục lịch lãm, và phải nói là thể hiện được sự tôn trọng với người đối diện. Bên cạnh đó thì cũng đừng quên là phải đúng giờ, đúng không ạ? Và tắt chuông điện thoại khi mình bắt đầu vào tuyển dụng. Và cũng đừng quên là luôn luôn thể hiện bản thân mình một cách trung thực nhất. Bởi vì bây giờ rất là dễ để những nhà tuyển dụng có thể là kiểm tra lại thông tin của các bạn. Và có thể là các bạn vẫn có thể đặt những câu hỏi phản biện lại với những câu hỏi của nhà tuyển dụng đặt ra. Và nên tin chắc là ở bất cứ một công ty hay một đơn vị nào thì họ tuyển vào là một người có thể đáp ứng mọi nhu cầu công việc của họ. Chứ không có phải là tuyển thiên tài hay là một người nhận giải Nobel đâu. Cho nên chúng ta cũng đừng quá là làm, gọi là nói sai sự thật hay là thổi phồng bản thân, như vậy thì cũng không tốt. Huỳnh Ngân và tất cả quý vị khán giả có biết không, thực tế trong quá trình tuyển dụng thì thể hiện đúng nhất về con người mình, thể hiện tương thích với vị trí công việc, nó trở thành một yêu cầu rất là quan trọng. Song song đó, đó chính là tinh thần sẵn sàng làm việc và hàng loạt những kỹ năng, nói là hàng loạt nhưng rất cơ bản. Ví dụ, đó chính là kỹ năng tổ chức, đó chính là kỹ năng sắp xếp và làm việc một cách rất là khoa học, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử và kỹ năng làm những công việc khác nhau trong quá trình chúng ta nhận việc. Đó chính là những yêu cầu rất là cơ bản để chúng ta có thể thành công trong quá trình chúng ta tham gia đợt tuyển dụng. Khi mà chúng ta phỏng vấn với nhà tuyển dụng, đừng bao giờ quên nói lời cảm ơn, dù chúng ta đã rất thành công hay là chúng ta cảm giác hôm nay chúng ta thể hiện không tốt. Chính là cảm ơn ấy sẽ là một trong những dấu ấn rất quan trọng về mặt tâm lý, làm cho nhà tuyển dụng nhớ mãi và không bao giờ quên chúng ta. Và chính điều đó cũng thể hiện sự lịch sự và thái độ xã giao rất là tích cực. Bởi vì nhà tuyển dụng đã dành cho chúng ta một khoảng thời gian để phỏng vấn và đặc biệt đã dành cho chúng ta sự quan tâm nhất định trong quá trình tương tác. Và hy vọng là với sự tự tin cũng như với kiến thức mà các bạn đã tích lũy được thì những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi cũng sẽ góp ích một phần nào đó trong quá trình đi xin việc của các bạn, để không cần phải sử dụng đến chiêu trò như là trong hai tiểu phẩm vừa rồi. Và bây giờ thì có lẽ quan trọng nhất cũng vẫn là lời cảm ơn dành cho tất cả các khán giả đã quan tâm đến chương trình Siêu Thị Cười. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.